Ông già Noel, ông già Noel ơi, tháng này cháu quay video rất là đều đặn và cháu còn có một cái channel mới nữa, channel Vũ Linh Minecraft này. Cháu sẽ muốn kể ông rất là nhiều chuyện. Tháng này cháu được rất là nhiều tiền này, được rất là nhiều mọi thứ, được rất là xịn này. Ô ông già Noel tặng quà cháu đi ông già Noel ơi. Ôi giời ơi, tháng này cháu được rất là nhiều đồ nữa này. Ôi giời ơi. Ông già Noel ơi. Ê, what the fuck? Ôi sao ông già Noel lại đuổi tôi? Holy shit. Ông già Noel, what sao ông lại đập tôi? Oh shit. Tại sao ông lại giết tôi? Tại sao ông lại ông già lại rồi em lại giết cháu? Cháu rất là ngoan mà. À, mà khoan đã, hình như có điều gì đó không phải. Tại sao lại ông già Noel lại xuất hiện vào tháng 3? Lại xuất hiện vào ngày 6 tháng 3 mà không phải là ngày 8 tháng 3 nữa. Chắc chắn ông già Noel giả mạo rồi. Chúng ta phải trả thù nó. Let's go. Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi Minecraft 1.8.7 và những điều kỳ lạ của nó. Thì hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến với lại ông già Noel. Thì để tạo ra một ông già Noel như thế nào thì mọi người thì hãy cùng theo dõi cái clip này của mình. Mình sẽ hướng dẫn mọi người để tạo lên một ông già Noel không phải ngày Giáng sinh, vì thế ông già Noel này chắc chắn ông già giả mạo rồi. Vì thế giống các bạn thể thấy nó vừa giết mình á. À, ông ấy vừa giết mình. Ok, mình sẽ tạo một thế giới mới, mình sẽ chọn thế giới sáng tạo. Đây thì mình sẽ tạo một thế giới mới ở đây. Thì ạ, các bạn nên nhớ là phải làm theo những bước này. Có một cái lệnh comment block và lệnh comment block thì mình sẽ để dưới description. Dành cho bạn nào muốn tạo ra ông già Noel thì mọi người có thể xuống description để mọi người lấy cái dòng lệnh đấy để vào làm ông già Noel giống mình, để xem các bạn có thể đập được nó, đập được ông già Noel hay không. Thì đây đang là quá trình trả thù của mình. Đây thì giới thiệu các bạn gà sinh tồn. Yeah, thì vẫn là những cái vẫn đang là cái series những điều mới lạ trong Minecraft ấy. Thì hy vọng là mọi người sẽ vẫn thích cái series này, bởi vì mình mình có thể bay được, quên. Thì đây mình sẽ bay lên một chỗ nào phẳng phẳng để mình làm cho mọi người xem nhá. Ok, cái này thì nó khá là hay. Đây, đầu tiên là mình sẽ kiếm một cái chỗ nó khá là phẳng thì chỗ này. Nhưng mà đầu tiên là mình sẽ kiếm một cái chỗ không phẳng để mình làm cái này. Đầu tiên ấy là các bạn hãy lấy cho mình một cái command block. Ghi về gà sinh tồn command block đây. Và các bạn hãy lấy cho mình một cái này, một cái phím bằng gỗ thôi, không cần phím bằng kia. Chúng ta sẽ để cái command block ở đây. Xuống đã. Đây nha, rồi sau đó các bạn sẽ để cái phím ở đây. Rồi sau đó các bạn sẽ post cái câu lệnh mà các bạn mình để dưới description vào đây. Câu lệnh là xong. Sau đó là các bạn sẽ đợi một tí rồi bạn sẽ ấn vào đây. Nó sẽ nhảy xuống đây. Đấy. Thì Santa Bot đấy, bởi một cái người mang tên là EZM Minecraft. Mọi người thấy đấy. Ồ, mà sao nó lắc cái này? Từ từ mình sẽ để tầm nhìn nó bình thường mà ta. Hình ảnh nha. Tầm nhìn thôi thấp xuống bởi vì mình cũng không cần nhìn nhiều. Ok. Wow. Không hiểu sao nó khá là lắc khi mà mình tạo ra ông già Noel này. À, nó chưa có lát xong thế giới các cậu ạ. Holy shit. Rồi, lần đầu tiên mình quay nó lắc cái này ấy. Thôi mình sẽ đi tránh xa cái chỗ ma túy ấy ra, bởi vì nó rất là lắc. Ok. Mình chưa có lát map xong các bạn ạ. Chỗ này được chưa nhỉ? Sao lại giữa sa mạc lại có nước à? Khắm thế nhỉ. Thì đầu tiên là mình muốn chiến đấu với ông già Noel này, cái thứ các bạn cần đấy đó chính là những cái thứ này. Chúng ta cần phải đồ kim cương đây. Mũ áo kim cương, quần kim cương và giày kim cương. Rồi sau đó là các bạn hãy lấy một cái bàn phù phép. Chứ cái thời gian để các bạn làm cho ông già Noel thì đơn giản nhanh thôi, nhưng mà đây mình đang muốn trả thù bởi vì ông già Noel giết mình, ông già Noel giả mạo giết mình đấy. Thì mình sẽ lấy ngọc lục bảo. Đây một cái khối này, một khối là ngọc luli chứ nhầm. Đây mình sẽ từ từ. Mình sẽ lấy ngọc luli này. Rồi mình sẽ lấy cái gì nhỉ? Cần những cái gì ta? Cần enchant là cần một cái gọi là rất nhiều sách. Kệ sách. Đây mình sẽ lấy một stack kệ sách ở đây. Mình đang trên quá trình để như kiểu là phệt ông già Noel ấy, cho nên là phệt ông già Noel giả mạo, cho nên mình cần rất là nhiều mấy cái thứ này. Thì mọi người nếu mọi người chỉ tạo ra ông già Noel để vui đấy thì cũng không cần phải để nhiều những thứ này đâu. Thì mình chỉ để cho mọi người biết thôi mà. Đấy là nó như thế vậy thôi. Chứ thực sự nó cũng không cần phải sử dụng nhiều đến như này đâu. Đấy, chúng ta sẽ cùng làm một cái ông già Noel nhá. Từ từ thì mình sẽ làm ông già Noel sau. Trước tiên là mình cần phải phù phép đồ của mình nhá. Ô mà sao nó không cho mình đồ phù phép ngay từ đầu nhỉ? Thì muốn tập ông già Noel là chúng ta cần phải có một cái khoảng thời gian rất là ok đấy. Đây, yeah, ok. Đây là chúng ta đã có một cái sách. À mà bây giờ muốn phù phép sách như nào nhỉ? Bởi vì mình có rất là nhiều loại sách này mà mình không biết phù phép như thế nào. Sách đây. Bảo vệ 1 này, thử xem nào. Mấy cái nhứ. What the nhứ.
Mình xét độ sắc nét này, đánh bật lùi không cần cái này, hiệu suất là cũng không cần này, sức mạnh đâu rồi, sức mạnh 5 đấy, lấy cái cuốn sức mạnh 5 này. Bây giờ mình sẽ vào đây xem thế nào nào. Mình sẽ để đây, không để được. Mình sẽ làm một cái bàn chế tạo. Ủa xong ghi chữ bàn được. Bàn chế tạo đây. Rồi mình đang muốn làm, muốn trả thù cho nên mình sẽ làm nó hơi dài dòng tí, hy vọng mọi người thông cảm nhá. Đây, sẽ lấy ngọc lưu ly ra. Rồi, sau đó mình sẽ thử bỏ đây xem nào. Yeah. Ủa, what the fuck. Ủa mình làm như nào nhỉ? Mình làm như nào nhỉ? Từ từ. Mình bỏ này vào nè. Không bị phá vỡ này. Ủa nhưng mà mình đâu cần cái này đâu, mình cần cái gì nhỉ? Hình như là cần cần cái anvil. Cần cái gear. Đây chính là cái gear, đúng rồi. Quên, sorry anh em. Sorry mấy thím đừng có vội. Đây là mình sẽ bỏ đây, bỏ vào cái này này cộng với cuốn sách này. Mình sẽ lấy cái kiếm nhỉ. Kiếm. Rất mất thời gian của anh em. Hy vọng là anh em thông con ngựa nó cảm cho tôi. Đây cái kiếm đây. Cộng với lại cái cuốn sách này là chúng ta có cuốn sách sức mạnh cộng 5. Đấy. Rồi đó, sau đó chúng ta sẽ kiếm cuốn sách. Mình đang làm mất thời gian của mọi người, hy vọng là mọi người sẽ không chê trách mình. Ủa sao khi giữ sách không được rồi? Oh shit. Thôi mất. Mình sẽ lấy một cái gì đó, đánh bật lùi đi. Đập đi. Đập 5 đấy, mình sẽ bây giờ mình đang muốn trả thù cho nên là mình đang phải rèn luyện võ công các bạn ạ. Đập 5 luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy thêm một cái cuốn sách nữa. Sách. Mình đang bởi vì ông già Noel nó cực kỳ mạnh luôn, nếu các bạn không biết là ông già Noel cực kỳ mạnh luôn. Đánh bật lùi đi. Đánh bật lùi chỉ có 1 thôi à? Thức độc là chân đốt đi, 5 luôn. Ok. Là bây giờ mình đang cầm trong tay cái kiếm mạnh nhất con ngựa nó thế kỷ rồi. Ủa. Sức mạnh đập. Ủa không có kìa. Vậy là được rồi đấy. Bây giờ mình sẽ lấy một đống cái sách cái gì gọi là phòng thủ không thiết á. Đây đâu rồi? Bảo vệ 4 này. Bảo vệ 4 đi. 2 3 1 2 3 4. Ủa 1 2 3 và 4. Đây mình chưa có cần mấy cái kia hết rồi, mấy cái kia hết giá trị lợi dụng rồi mình cất đi. Đây. Phòng thủ này, đấy, bảo vệ cứ phải bảo vệ mạnh lên, không tí nữa ông già Noel nó đập cho các bạn. Chết luôn đấy. Vì cái này nó rất là ông già Noel rất là kinh, thì tí nữa mình sẽ tạo ông già Noel ra. Trước khi tạo thì mình sẽ cho anh em sự hồi hộp và lo lắng để xem con ông già Noel nó sẽ như thế nào. Đây sạch. Mình biết là rất là mất thời gian nhưng mà nó rất là cuối cùng là rất là vui đấy. Phòng thủ có phòng thủ với nó không? Bảo vệ rồi có cái gì khác không nhỉ? Gai đây, đúng rồi, gai nữa thì là xong rồi nhá. Gai đâu rồi? Gai 3 rồi. 1 này, 2 này, 3 này và 4 này. Ok, là mình cần 4 cái này nữa thôi là mình sẽ xong. Mình không cần nhiều đâu. Đánh với ông già Noel chắc như vậy là được rồi. Ông già Noel chắc trình cũng chỉ thế. Ông già Noel trình đồng 3 rồi ơi. Mình bạc 4, mình ăn ông già Noel chắc rồi. Ok đấy. Ok là mình còn cái áo nữa rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một số thứ để gọi ông già Noel ra. Thì những cái thứ để gọi ông già Noel ra thì nó là cái này là một nè. Rồi bánh nè. Mình sẽ lấy một cái bánh. Bánh nào nhỉ? Bánh quy à? Đây bánh quy. Không phải khai bí ngô rồi ơi, bánh quy nè và một cái bịch sữa. Đâu rồi nhỉ? Đâu sữa đâu? Sữa đâu? Sữa đâu? Ông già Noel đâu? Đây, sữa. Yeah, thì bây giờ ấy là chúng ta công việc cực kỳ dễ dàng, nó sẽ ra đây. Chúng ta sẽ game mod xem đồ đủ chưa nào, hàng họ đủ chưa? Đây chúng ta sẽ để cái mod không và chúng ta mặc đồ vào rồi. Gà thần chuẩn bị chiến với con lợn sữa gà Noel, sữa ông già Noel đấy. Bây giờ chúng ta sẽ gọi ông già Noel ra. Mày giả mạo à? Đấy, chúng ta sẽ vứt lên đây. Quy. Rồi. Tiếng. Đấy là chúng ta nó sẽ ra. Đấy là ra một cái sữa với đây một cái quy này. Hô, hô, hô. Đấy con lợn sữa nó xuống rồi kìa. Mày giả ông già Noel đúng không? Con cờ hó này mày giả đúng không? Con này nó mạnh lắm các bạn ạ, nó mạnh như kiểu là một mình sẽ không thể chiến đấu được với nó đấy. Nó rất là thân thiện với trẻ con khi mà ui đấy nó tê le kìa. Mày không đỡ được đấy. Bây giờ mình sẽ chiến đấu với ông già Noel giả mạo. Nó phệt đau lắm. Các bạn may mình mặc đồ full rồi nhá, nếu không thì anh mình chết luôn đấy. Đấy mình đang đánh nhau ông già Noel các bạn ạ. Mày giả mạo đúng không? Ui giời ơi. Nó đi đến đâu là tuyết đến đấy mọi người thấy chưa? Oh shit. Con này nó mạnh hơn cả như kiểu là Hero Bride luôn đấy. Ủa
Ô oh, shit, nó tạo tạo căn phòng băng rồi nhé, mình xong. Thì may mình vẫn mặc đồ. Ê, từ từ. Oh shit, oh shit. Thì bạn đã giành chiến thắng và chúc mừng Giáng sinh. Mặc dù bây giờ là tháng 3 rồi thì ông nên sửa cái chúc mừng Giáng sinh ấy thành chúc mừng ngày 8 tháng 3 nhá. Còn bây giờ thì cái món một xem nào. Làm sao để đi thế này? Thì coi như là chương trình đây là hết. Và hy vọng là mọi người sẽ được gặp mình trong những cái chương trình sau. Là mình sẽ gặp được những nhân vật khác ở trong Minecraft, những nhân vật bí ẩn ở trong Minecraft. Thì tập này chúng ta đã gặp được ông già Noel. Và nếu mọi người muốn tập tiếp theo sẽ là Hero Bride thì mọi người hãy cho 3.000 like. Còn nếu không được 3.000 like thì thôi, chúng ta sẽ không chúng ta sẽ dừng cái những cái thể loại xàm xí đú này ở đây. Ok, bye bye, chào tạm biệt mọi người. Đừng quên là 7 giờ tối nay, 7 giờ tối chủ nhật sẽ có gà Pokemon Season 2 nhé. Ok, bye bye mọi người.